Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hạ Long đã có thêm 12 xã thuộc khu vực nông thôn miền núi. Cũng từ thời điểm này, thành phố bắt tay ngay vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn trên với quyết tâm dồn nguồn lực để thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn của thành phố. Dù mới bước vào chương trình xây dựng nông thôn mới 3 năm nay, nhưng thành phố đã có nhiều nỗ lực để đưa các xã khu vực nông thôn của thành phố từng bước hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thành phố đang phấn đấu cuối năm 2022 này sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới để cùng với tỉnh tiếp bước trên hành trình này với những mục tiêu cao hơn. Năm 2022, Hạ Long được xác định là một trong 4 địa phương của tỉnh về đích huyện nông thôn mới. Theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, điều kiện để thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã đạt nông thôn mới nâng cao, 100% số phường đạt đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt từ 90% trở lên. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu đạt 5m² một người. Sau khi rà soát đối chiếu những tiêu chí, chỉ tiêu các xã còn thiếu, thành phố Hạ Long đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất, hướng người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi và phát triển các sản phẩm thành sản phẩm hàng hóa, làm khâu đột phá trong phát triển sản xuất. Tại xã Sơn Dương, với lợi thế diện tích đất nông nghiệp lớn, xã cũng đang tập trung khai thác thế mạnh này để triển khai quy hoạch vùng sản xuất tập trung và vận động người dân tận dụng diện tích đất bỏ hoang, cải tạo đất trống để trồng những sản phẩm có lợi thế, hợp với thổ nhưỡng như ổi, cam, mía tím, thanh long. Đến nay, vùng trồng cây ăn quả của xã đang có hơn 90 ha ổi lai lê và hơn 50 ha cây trồng có múi cũng như các loại cây nông nghiệp khác cho giá trị kinh tế cao. Người dân trên địa bàn xã cũng từng bước thay đổi tư duy, thói quen canh tác để hướng đến nền sản xuất hiện đại chuyên nghiệp, an toàn, bền vững hơn. Hiện trên địa bàn xã đã hình thành được một vùng trồng ổi Việt Gáp có diện tích trên 10 ha với 46 thành viên tham gia. Mỗi năm đưa ra thị trường trên 540 tấn ổi, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng cho từng hộ dân. Thì qua cái quá trình mà chúng tôi thực hiện cái mô hình trồng ổi Việt Gáp ấy, thì nó mang lại cái hiệu quả rất là cao cho bà con. Thứ nhất là về cái tiêu chuẩn ngon, ngọt và sạch. Cho nên là cái giá cả mà tiêu thụ ra cái thị trường này là rất là đắt khách. Đấy, giá cả nó cũng hợp lý. Mà đồng thời là bà con rất là phấn khởi với cái điều kiện là khi mà thực hiện theo cái quy trình Việt Gáp thì cái hiệu quả nó cao hơn so với cái mình làm cái truyền thống. Ngoài mô hình nông nghiệp sạch theo hướng Việt Gáp, người dân nơi đây cũng đã chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất để nâng cao giá trị cây trồng. Cùng với đó, nhanh nhạy đổi mới, tận dụng tiềm năng, thế mạnh ruộng vườn, thổ nhưỡng, khí hậu để từng bước phát triển kinh tế trang trại, kết hợp với du lịch để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế. Tôi thì cũng vừa làm trồng cây ăn quả, kết hợp trồng trà hoa vàng và làm mô hình du lịch sinh thái vườn. Khách đến là hái ổi ăn nghỉ. Thu nhập của gia đình tôi thì nói chung là cũng ổn định, thu nhập được từ 100 đến 200 triệu một năm. Nhờ sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương và sự chủ động vươn lên của người dân, tính đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Sơn Dương đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Mức thu nhập này đã đưa xã cán đích xã nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sắp tới. Đối với tiêu chí thu nhập của người dân trên địa bàn thì năm 2021 thì chúng tôi đạt 60,4 triệu đồng trên đầu người. Năm 2022 thì chúng tôi phấn đấu theo bộ tiêu chí mới là phải đạt 64 triệu đồng trên người. Về giải pháp thì chúng tôi vận động các hộ dân thành lập các hợp tác xã và liên kết sản xuất để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời là đưa các giống mới vào áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao cái thu nhập cho người dân. Đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
thành phố cũng tập trung hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và khẳng định thương hiệu các sản phẩm OCOP, hình thành các thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường. Với sự hỗ trợ của chính quyền xã Tân Dân, gia đình anh Triệu Văn Chính đã mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, triển khai thành công mô hình trồng nho Mỹ. Dù là mô hình mới, chưa có tiền lệ tại địa phương, nhưng được sự động viên tư vấn tạo điều kiện về vốn vay của địa phương, gia đình anh Chính đã bước đầu triển khai thành công mô hình này. Hiện hơn 400 gốc nho của gia đình đang trong thời kỳ cho quả, mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 2 tấn nho, doanh thu 300 triệu đồng mỗi năm. Chính quyền địa phương thì thứ nhất là khuyến khích, thứ hai là cũng hỗ trợ, nghĩa là cho người nông dân ấy, có nhu cầu vay vốn, nhất là cái hỗ trợ ngân hàng chính sách theo cái nguồn vốn của bên hội nông dân. Cái nguồn vốn ấy thì sẽ về đầu tư vào những cái hạng mục như là mái che, các thứ, xong rồi là mở rộng là liên quan cây giống, hệ thống tưới tiêu. Ngoài tiêu chí thu nhập, thành phố Hạ Long cũng đang tích cực dồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho các xã nông thôn mới trên địa bàn. Tính trong 3 năm trở lại đây, từ nguồn vốn ngân sách của thành phố, các nguồn vốn lồng ghép, các xã khu vực nông thôn của thành phố đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 20 công trình nước sinh hoạt, hồ chứa nước, kiên cố hóa hơn 90 km kênh mương nội đồng, góp phần đảm bảo tưới tiêu chủ động, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, thành phố cũng đã nâng cấp, làm mới gần 400 km đường giao thông liên xã, nội thôn, nội đồng. Nhiều công trình nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trường học, chợ dân sinh đã được đầu tư, xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố. Tuyến đường xã Đồng Cao, Đò Bang, xã Thống Nhất là một trong những công trình như thế. Được hoàn thành từ tháng 4 năm nay, tuyến đường dài gần 2,5 km với chiều rộng 4 làn xe cùng với hệ thống điện chiếu sáng hiện đại đã mang lại diện mạo mới khang trang hơn cho xã Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công trình khi đưa vào sử dụng cũng mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người dân trên địa bàn. Người ta phấn khởi quá chứ. Nói chung toàn dân đây đều phấn khởi cả. Và người ta đường giờ nó không quang như thế này, ai cũng thế, sạch đẹp. Thế mà không những thế mà giờ như này, mưa gió xuống chúng tôi đi lại nó rất là thuận tiện. Tuyến đường này thì chúng tôi là rất là ủng hộ. Gia đình tôi cũng có hiến đất vào đây và đồng thời tất cả dân ở đây người ta cũng rất là đồng tình, người ta sang trang đẹp dã như thế này. Cùng với công trình này, thời gian qua thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Thống Nhất cũng đã tập trung xây dựng và hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng, điện, đường, trường, trạm nhằm tạo diện mạo khang trang tươi đẹp cũng như cải thiện điều kiện thụ hưởng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn. Quá trình triển khai, ngoài việc tranh thủ vận dụng linh hoạt hợp lý nguồn lực đầu tư, xã Thống Nhất cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của xã và thành phố. Nhờ đó, các công trình được triển khai thuận lợi, đáp ứng tiêu chí về hạ tầng nông thôn. Hiện Thống Nhất đang củng cố các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và tiến bước lên mục tiêu trở thành phường của thành phố Hạ Long trong năm tới đây. Trong cái quá trình triển khai vận động thì cũng đôi lúc cũng gặp một số khó khăn. Một số hộ dân thì cũng là đầu tiên là cũng chưa đồng tình. Nhưng mà sau cái quá trình vận động thì một số hộ dân cũng đã đồng tình, ủng hộ. Bởi vì là sau khi cái công trình thi công xong ấy, thì các hộ dân là đa số hộ dân được hưởng lợi. Thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là dân dân cuối cùng là cũng đồng tình ủng hộ hết cho các công trình ra thi công ở xã Thống Nhất. Để mục tiêu xây dựng nông thôn mới được đảm bảo về đích đúng lộ trình, thành phố cũng tập trung phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết của các tập thể cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị. Xác định đây là yếu tố quan trọng để chương trình nông thôn mới triển khai thành công. Từ tháng 3, thành phố Hạ Long đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 2022. Nội dung của đợt thi đua cao điểm tập trung vào những hoạt động trọng tâm như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn, khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng nông thôn mới đã được chấp thuận chủ trương và phân bổ vốn, thực hiện các phương án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ giúp đỡ các hộ cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, xóa nhà tạm.
Từ đợt thi đua này, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được phát huy cao độ với từng công trình, phần việc cụ thể. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới của thành phố. Tính đến nay, 12 trên 12 xã trên địa bàn thành phố Hạ Long đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập đầu người khu vực nông thôn đạt 61,6 triệu đồng một người một năm. Thành phố cũng hoàn thiện các tiêu chí chỉ tiêu đề ra và đã làm hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, hồ sơ nông thôn mới của thành phố đang được tỉnh thẩm định, sau đó trình Trung ương xem xét công nhận. Quan điểm của chúng tôi, xây dựng nông thôn mới là có điểm bắt đầu, nhưng sẽ không có điểm kết thúc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì để làm, để cho nhân dân được hưởng thụ các cái thành tựu từ nông thôn mới. Trước hết thì chúng tôi tập trung cho 3 mũi nhọn để phát triển nông nghiệp nông thôn và phát triển các mô hình sản xuất ở trong khu vực các xã vùng cao. Thứ nhất là cái trung tâm rau quả gắn với lại chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Trong đó chú trọng phát triển các cái thương hiệu truyền thống đã có, chuẩn hóa các cái sản phẩm thương hiệu đã có. Thứ hai là chúng tôi hình thành mới các cái trung tâm về khoa học kỹ thuật và chế biến lâm sản để phục vụ cho cái việc chế biến và tiêu thụ nông sản đối với cái khu vực nông thôn có cái rừng sản xuất. Và thứ ba là chúng tôi quy hoạch và hình thành cái trung tâm chăn nuôi và chế biến sản phẩm để mà phục vụ cho tiêu thụ và kết nối đối với các cái giá trị đang có ở các xã vùng cao này. Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, thành phố Hạ Long tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó, thành phố triển khai thực hiện các nhóm giải pháp cốt lõi như xây dựng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống công trình thủy lợi, triển khai có hiệu quả đề án cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển công nghiệp dịch vụ. Đồng thời quan tâm sắp xếp trường lớp theo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tăng cường bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Mục tiêu là đưa đời sống của người dân khu vực nông thôn miền núi của thành phố từng bước phát triển, giảm dần khoảng cách chênh lệch vùng miền.